mọi người, bây giờ mình sẽ đi ăn sushi với anh hai mình. Ok, let's go. Đây là một trong những nhà hàng sushi trend mà anh mình hay ăn, cho nên là anh mình cũng sẽ dẫn mình đến đây ăn thử cho biết. Mấy bạn tin ông, mình chưa bao giờ ăn kiểu mà sushi trend như này hết. Nó giống lẩu băng chuyền ở Việt Nam á mọi người. Thì thay vì sẽ là viên thả lẩu thì đây sẽ là sushi trên băng chuyền. Đối với mỗi bàn ăn thì sẽ có một cái tab như thế này. Thì mọi người hoàn toàn có thể order a la carte hoặc là ăn sushi trên băng chuyền. Mọi người có thể order udon hoặc là ramen, nước uống cũng như là các phần ăn chay trên cái tab này luôn nha. Thì bếp ở dưới sẽ làm và đưa lên cho mình. Ngon là sweet chili chicken casserole. Này đúng không? Bây giờ được 3 đĩa rồi mọi người. Spicy chicken roll, spicy. It's spicy gì? Mấy đĩa hả? Ủa, một lần phải ăn mấy đĩa? Chung mình một người ăn một. Của mình khi ăn sushi ở đây là khá là tươi và ngon luôn. Ngoài ra thì mình thấy nhà hàng cũng khá là đa dạng các cái lựa chọn sushi cho mọi người ăn đó, cho nên là mình thấy cũng khá là thích. Đâu rồi mới ăn sushi ngon thế này nên mình cũng khá là ưng. Như các bạn đã thấy thì mình và anh mình đã lấy 7 đĩa sushi. Mình thấy 7 đĩa là một con số khá là hợp lý, và sau khi mình ăn thì mình thấy vừa đủ no luôn. Mình thấy thức uống của nhà hàng cũng khá là hấp dẫn, có trà chanh, trà đào hay là trà xài nữa nè, cho nên lần sau mình ăn chắc chắn sẽ gọi. Tổng thiệt hại cho 7 đĩa sushi này là 40 cành nha mọi người. Mình thấy giá cũng khá là hợp lý cho hai người ăn, mà cũng khá là no nữa. Đối với ăn trưa vậy là ok lắm rồi. Hello hello mọi người, hôm nay mình sẽ đi ăn một nhà hàng Việt. Nghe nói nhà hàng này sẽ có phá lấu, bánh tráng trộn cũng như là tỷ tỷ thứ mà đồ ăn vặt ở Việt Nam có. Tụi mình được xếp vào một cái bàn mà như đang ngồi trong hẻm luôn á mọi người. Đây là cái ấn tượng đầu tiên rất là tốt vì khá là giống ở Việt Nam. Giống như là mình đi ăn vặt ở Việt Nam thì mình sẽ ngồi trong hẻm, ngồi ngoài đường, ngồi trên phố, ngắm phố phường đồ. Thì cái cảm giác này cũng khá là giống như vậy. Ngồi trong cái hẻm. Đầu tư trang ôi, rất là đúng vậy nha mọi người. Xương Việt Anh. Xương Việt Anh thì có tưởng xương bạn hả?
chỗ này hơi xa thôi chứ mà bạn đó là không dính thuốc mà là thịt thái dính trứng gà, thịt gà này có một bao ở trong đó. Cái kiểu dẻo này giống một con nít nữa. Hello hello mọi người, và một ngày tóc bết nọ thì mình được rủ đi ăn lẩu. Hiện tại thì Adelaide đang là mùa đông mà ăn lẩu thì còn gì bằng với con mọi người. Cho nên là hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi ăn lẩu chung với mình nha. Người có hay ám mùi vào tóc mỗi khi mà đi ăn thịt nướng hay là đi ăn lẩu không? Nên là hôm nay khá là hên khi mình chưa có gội đầu mà rủ đi ăn lẩu đó mọi người. Oh,
Đối với bữa sáng hôm nay thì mình sẽ uống một ly matcha latte mọi người ơi. Cũng tùy ngày, thường mình sẽ uống cà phê hoặc trà, nhưng hôm nay mình sẽ uống một ly matcha. Mỗi lần mà mình uống sữa bò thì da mình rất là dễ bị mụn, cho nên là mình đã chọn oatmeal. Mọi người không uống được sữa bò thì ngoài các sữa hạt ra thì mọi người hoàn toàn có thể chọn oatmeal nha. Với bữa sáng hôm nay thì mình sẽ làm bánh mì kẹp trứng mọi người ạ. Thì bình thường mình sẽ làm bánh mì kẹp trứng với lại sốt sweet chili. Đối với mình thì đây là một trong những bữa sáng khá là đơn giản để làm, nhưng mà ăn rất là dính nha. Mọi người có thể thử làm nếu mà mọi người muốn một cái bữa sáng thật là nhanh gọn lẹ nhưng mà vẫn có đầy đủ chất. Đối với món này thì loại bánh mì nào ăn chung thì cũng sẽ ngon hết. Hôm nay mình sẽ ăn bánh mì đen. Ngoài ra thì mọi người cũng đừng nên quên ăn thêm rau xanh hoặc là cà chua để bổ sung thêm chất xơ nha. Bữa trưa hôm nay của mình sẽ là một món rất là Việt Nam luôn, đó chính là bánh cuốn đó mọi người. Bánh cuốn này thì anh mình mua ở Sóc Tàu ăn, trời ơi phải nói là rất là nhớ Việt Nam luôn. Mình đã cắt thêm chả lụa chiên làm topping ăn cho nó ngon. Nhìn là thấy thèm rồi mọi người ơi. Chắc phải mua và ăn tiếp quá. Mọi người đừng quên bổ sung rau vào khẩu phần ăn mỗi ngày nha. Hồi đó còn ở Việt Nam thì ba mẹ mình hay mua thêm dưa leo để cắt chung ăn với cơm lắm, thì mình cũng làm y chang luôn. Thế là đã xong cái bữa trưa của mình rồi. Thì đối với bữa tối mình sẽ làm thịt nướng. Mình sẽ làm thịt nướng trong một cái nồi chiên không dầu. Thịt sườn thì mình đã ướp từ tối hôm qua rồi, cho nên hôm nay mình chỉ cần đem ra và nướng lên thôi. Chả là cuối tuần vừa qua thì bạn của anh mình có tổ chức nấu lẩu và rủ mọi người qua để ăn cho vui. Thì rất tiếc là mình đã không đi được vì mình phải đi làm. Nhưng mà mình vẫn có lộc ăn ké, tại vì chị đã rất là tốt và gói cho mình nguyên một phần lẩu Thái siêu chất lượng, siêu nhiều topping luôn mọi người. Như mọi người có thể thấy thì topping nào là thịt thà nè, hải sản nè, rồi các cái viên thả lẩu nữa. Nhờ vậy mà mình có một cái bữa ăn tối cực kỳ ngon luôn. Mình rất là thích lẩu Thái nên đúng bài luôn á mọi người.
Chứ hôm nay mình không biết ăn gì hết trơn á, nên là mình đã bỏ tủ lạnh lục xem là có gì thì mình sẽ ăn đó. Cũng hên là trong tủ lạnh mình đã tìm thấy cái mì hoành thánh của Costco. Mì này là mì ăn liền đó mọi người, nên mình đã quyết định sẽ nấu món này, nhưng mà mình cũng sẽ tự chế một tí xíu. Đối với cách ăn bình thường á, thì mọi người chỉ cần đổ nước sôi vào, sau đó bỏ trong microwave tầm 5 phút thôi là sẽ có cái món mì hoành thánh cho mọi người ăn rồi. Thì hôm nay mình muốn ăn khác một tí nên mình sẽ bỏ lên chảo để xào. Và mình sẽ cắt thêm kiểu như là chả chiên để mà bỏ lên làm topping ăn cho nó ngon. Nhớ tầm đâu đó chỉ cần chuẩn bị tầm 10 phút thôi thì mình đã có món mì hoành thánh để ăn rồi. Cho nên là nếu mọi người muốn một cái quick meal thì mọi người có thể tham khảo món này nha. Nếu mọi người đang ở Úc thì hoàn toàn có thể mua ở Costco nha. Mặc dù là hộp mì này đã có nêm gia vị rồi, nhưng mà đối với khẩu vị của mình thì cũng hơi nhạt á, cho nên là mình sẽ bỏ thêm nước tương và sweet chili sauce để cho thêm đậm đà. Khác mà mình cũng sẽ đi ăn tiếp. Cái nhà hàng tiếp theo mình đi ăn sẽ là một cái nhà hàng Việt. Mình đã ăn ở cái nhà hàng này khá là nhiều rồi. Trong cái clip trước khi mà mình lên Mount Lofty á, thì mình cũng đã ăn cái nhà hàng này rồi. Đó là cái nhà hàng A&Q. Thì đây là một trong những cái nhà hàng Việt mình cũng khá là thích, gần nhà mình nữa, cho nên là mình cũng hay đi ăn ở đây. Hôm nay đi ăn ở A&Q, mình sẽ dẫn mọi người đi ăn chung nha. Ok, đi thôi. Như các bạn đã thấy thì tụi mình đã gọi mực đen muối nè, rồi cơm chiên, như là gỏi tự cuốn. Thì trong gỏi tự cuốn sẽ có chả giò, nem nướng cũng như là thịt heo quay. Mình nhớ là mình đã ăn tầm 5-6 cuốn gì đó là cũng khá là no rồi mọi người. Sau đó mình nghỉ giải lao rồi mình tiếp tục ăn các món còn lại. Đó là cái chiến thuật của mình mỗi khi mình ăn. À, mình quên mất là mình cũng đã có gọi một cái bánh xèo. Bánh xèo ở đây cũng khá là ok, mọi người ăn cũng khá là nhớ nhà đó. Sau đó về phần dessert thì mình có gọi thêm kem chiên và một phần bánh flan. Bánh flan ở đây ở size siêu to khổng lồ, không có như bình thường mình hay thấy ha. Clip cũng khá là dài rồi, cảm ơn mọi người đã xem tới phút 20 của video này. Thì mình sẽ kết thúc video bằng cái chiếc bánh mì mà mình đã ăn xuyên suốt 4 năm mình ở tại Úc. Còn nhớ lần đầu tiên mình ăn cái chiếc bánh mì này vào cái năm đầu tiên mình ở Úc luôn, là mình suýt khóc của mọi người. Tại vì cái vị nó rất là gần giống như những cái tiệm bánh mì ở Việt Nam á, cho nên mình rất là thích luôn. Cảm ơn mọi người đã xem, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.